cũng là đoàn thể thao, 52 tuổi, bị mấy đốt sống ở sau cổ, nói chung là cũng đi bác sĩ các thứ cũng tập rồi nhưng mà nó chỉ được một thời gian ngắn. Hôm nay là có các giáo sư bác sĩ các thầy đến đây thì coi như vậy là bấm rồi xoa bóp thì coi như vậy là đã thấy nó rất là nhẹ nhàng và đỡ đi rất nhiều. Hy vọng là trong một thời gian đây nó sẽ khỏe để tập. Okay. Em kêu cảm ơn tất cả. Em là Lê Thị Xuân Thu. Em bị đau dây, tức là đau cái cốt sờ, đốt sống số 6 anh, số 3, số 6. Rồi. Đấy thì em đã 15 ngày rồi đi tiêm bác sĩ 15 mũi. Thế nhưng mà không, nói chung là khi tiêm ấy thì mình đỡ đau, thế nhưng khi dừng tiêm thì lại đau tiếp. Thì hôm nay gặp các thầy thì qua một buổi massage thì em cảm thấy đỡ rất là nhiều. Chị được cái anh tên là Bùi Anh Thái á. Dạ. Chữa bệnh cho chị. Tôi là Hoàng Thị Kim Mai. Đây. Hôm nay tôi 74 tuổi. Rồi. Tôi bị đau thần kinh tọa. Năm 11 tôi đã đau một lần. Tôi đã chữa nó khỏi được. Cái năm 12 sang năm nay lại đau tiếp. Tôi đã đi bác sĩ kiểm tra và đã chữa nhiều lần mà cũng nhiều thuốc nhưng mà nó chưa khỏi hẳn. Hôm nay gặp các thầy thuốc ở bên Việt Nam sang thì qua mát xoa và bấm cái huyệt thì tôi đã thấy đỡ. Mà nếu mà thầy mà ở lại mà bấm được một lần nữa thì chắc là khỏi hẳn.